Văn hóa giao thông với bình yên sông nước là một trong những chủ đề được phát động trong tháng an toàn giao thông tháng 9 năm nay với mục đích tuyên truyền luật giao thông đường thủy đến với người dân, kiềm chế số vụ, số người tử vong, bị thương vì tai nạn giao thông trên sông nước. Lực lượng cảnh sát đường thủy nhiều địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm tra, ra soát trên tất cả các tuyến sông trọng điểm. Trong nhiều lỗi vi phạm thì chở quá tải là một trong những lỗi mà nhiều chủ phương tiện thủy vi phạm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện giao thông thủy hoạt động trên sông nước. Mật độ phương tiện giao thông đường thủy và lưu lượng khách lưu thông trên tuyến đường sông tăng dần qua các năm, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ tai nạn giao thông trên sông nước. Cảnh sát đường thủy là lực lượng chính thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và hướng dẫn người điều khiển phương tiện thủy thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy. Kết hợp với chính quyền địa phương trên các địa bàn có những tuyến sông lớn, lưu lượng phương tiện thủy phức tạp. Trong tháng an toàn giao thông với chủ đề văn hóa giao thông với bình yên sông nước, lực lượng cảnh sát đường thủy tất cả các địa phương đã ra quân kiểm tra, rà soát trên tất cả các tuyến sông. Đến nay, nhiều bến khách ngang sông đã được trang bị các loại phao cứu sinh, áo phao. Các tàu thuyền vào bến bãi vật liệu xây dựng đã neo đậu đúng quy định. Hầu hết người điều khiển phương tiện đều có bằng lái và chứng chỉ hành nghề, không chở quá tải. Qua theo dõi thì hiện nay chúng tôi thấy cái cuộc vận động văn hóa giao thông với bình yên sông nước này, hầu hết các địa phương trọng điểm về đường thủy đã tổ chức triển khai rất là đồng loạt. Nhiều tầng lớp nhân dân đã tham gia cái cuộc vận động này. Phải nói là cuộc vận động đang có hiệu quả. Các địa phương trọng điểm là đã thành lập ban chỉ đạo từ cấp tỉnh xuống đến cấp huyện để triển khai cái văn hóa giao thông với bình yên sông nước và xây dựng các cái mô hình thí điểm. Trên cơ sở xây dựng các mô hình thí điểm này thì rút ra những cái hay, những cái được và để triển khai nhân rộng. Thế và rút kinh nghiệm những cái chưa làm được để chúng tôi khắc phục, làm sao tuyên truyền để cho mọi người tham gia giao thông cùng hướng tới xây dựng cái văn hóa giao thông trên sông nước. Thông qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát đường thủy đã phát hiện nhiều phương tiện thủy vi phạm luật giao thông đường thủy như chở quá tải, phương tiện thiếu thiết bị an toàn, sai phạm của đò ngang, bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong đó, chở quá tải là nguyên nhân rất dễ gây tai nạn, thiệt hại lớn về người và tài sản. Các cái phương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hóa mà chở quá tải cũng là một nguy cơ. Chúng tôi sẽ thấy là đó là nguy cơ dễ gây ra tai nạn. Do vậy là cũng xử lý rất là nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Ông Quân ở Sơn Đông ạ. Anh có tên gì? Lê Văn Thức ạ. Anh ở đâu? Em ở Sơn Đông là phải. Thế bây giờ qua đoàn kiểm tra điều khiển của mình thì anh thấy mình có lỗi vi phạm gì? Em lỗi vi phạm quá tải. Trong 9 tháng đầu năm 2011, lực lượng chức năng đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, xử phạt gần 1 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các lỗi vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, chở quá tải, thiếu các thiết bị an toàn. Công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát đường thủy đã góp phần nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện. Các tàu đã chạy đúng tuyến, đúng luồng, không tránh vượt sai quy định. Nói chung là bọn em chỉ lo ngại về cái quá khổ quá tải. Mình mà không đi quá tải thì nói chung là đưa cái tâm lý mình nó thoải mái hơn. Tai nạn giao thông đường thủy tuy ít xảy ra, nhưng nếu xảy ra thường gây hậu quả nghiêm trọng về cả người và phương tiện. Giao thông thủy có những đặc trưng khác so với giao thông đường bộ. Khi xảy ra sự cố, thiệt hại lớn về người và tài sản là điều khó tránh. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về chính những người cầm lái phương tiện. Không thể xem nhẹ tính mạng và tài sản nếu các chủ phương tiện chỉ vì lợi nhỏ và mưu sinh mà quên đi những điều kiện an toàn bắt buộc. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham gia phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 66 đã có bài phát biểu quan trọng trước toàn thể Đại hội đồng về các vấn đề của khu vực và thế giới. Tin do phóng viên thông xã Việt Nam tại Liên Hợp Quốc thực hiện. Về tình hình thế giới, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh hòa bình, ổn định và phát triển vẫn là xu thế chính. Nhưng cộng đồng quốc tế đang phải đối phó với nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống, nổi bật là các xung đột khu vực, phổ biến vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế. Ghi nhận kết quả hoạt động của Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm trong các nỗ lực quốc tế, đặc biệt là trong việc ngăn chặn xung đột và giải quyết hòa bình các tranh chấp, thúc đẩy hòa giải, hợp tác phát triển và xây dựng các quan hệ quốc tế công bằng và bình đẳng hơn.
Đồng thời, Liên Hợp Quốc cần tiếp tục cải tổ cơ cấu tổ chức và hoạt động theo hướng dân chủ, minh bạch và hiệu quả hơn. Về tình hình khu vực Đông Nam Á, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh ở Biển Đông, khẳng định Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và tham gia các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982 và được tất cả các bên liên quan chấp nhận. Trong khi chưa đạt được giải pháp đó, Việt Nam cam kết cùng các bên liên quan nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông DOC. Bộ trưởng cũng hoan nghênh cam kết của các bên đối với nỗ lực chung nhằm tiến tới ký kết bộ quy tắc ứng xử trong tương lai, nêu bật những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách đối ngoại rộng mở vì hòa bình, hợp tác và phát triển, những kinh nghiệm thành công của đất nước trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục đường lối đổi mới toàn diện, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đường lối đối ngoại chủ động hội nhập toàn diện đã được Đại hội Đảng lần thứ 11 đề ra và sẵn sàng đóng góp tích cực và chủ động vào các công việc thuộc quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Israel về việc tiếp tục xây dựng khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem, coi đây là hành động đi ngược các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp giữa người Palestine và Israel. Phát biểu tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Mỹ thất vọng trước việc Israel công bố kế hoạch xây dựng 1.100 căn hộ mới cho người định cư Do Thái ở Đông Jerusalem. Theo bà, tuyên bố này của Israel đi ngược lại các nỗ lực của cộng đồng quốc tế và coi đây là hành động khiêu khích từ phía Israel và làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin giữa các bên. Chúng tôi cho rằng việc chính phủ Israel tuyên bố ủng hộ kế hoạch xây dựng khu định cư tại Đông Jerusalem là đi ngược lại các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp giữa các bên. Liên minh châu Âu cũng lên tiếng chỉ trích kế hoạch trên của Israel. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton nhấn mạnh, kế hoạch xây dựng khu định cư Do Thái của Israel phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine. Theo bà Ashton, việc mở rộng các khu định cư đe dọa khả năng thực thi giải pháp hai nhà nước đã được nhất trí giữa hai bên và nhóm bộ tứ về Trung Đông, gồm EU, Mỹ, Nga và Liên Hợp Quốc ủng hộ. Tuyên bố của chính phủ Israel được đưa ra sau khi nhóm bộ tứ về hòa bình Trung Đông hôm 23 tháng 9 vừa qua kêu gọi Israel và Palestine nối lại tiến trình hòa đàm trong vòng một tháng nhằm đạt được một thỏa thuận trước cuối năm 2012. Tuy nhiên, người Palestine khẳng định sẽ không đàm phán nếu Israel tiếp tục hoạt động xây dựng tại các khu định cư trên phần đất mà họ muốn trở thành nhà nước của mình trong tương lai. Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Park Jin-jeon tuyên bố sẽ hợp tác tiến tới nối lại vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bị đổ vỡ 2 năm trước. Ông đồng thời khẳng định Mỹ phải có trách nhiệm trong vấn đề này và cáo buộc chính phủ Hàn Quốc đang làm xấu thêm mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Park Jin-jeon khẳng định lập trường của Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo ông, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sẽ không có lợi gì cho mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khẳng định quan điểm đảm bảo hòa bình, ổn định, tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và đàm phán. Tiếp tục căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ càng gây mất niềm tin vào đối đầu giữa Triều Tiên và Mỹ. Chừng nào còn thù địch thì việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ chưa tìm được giải pháp. Cũng theo Thứ trưởng Park Jin-jeon, Mỹ là nhân tố chính, có trách nhiệm và có thể loại bỏ được nguyên nhân gây bất ổn hiện nay. Tuy nhiên, phát biểu hôm qua, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ hợp tác để nối lại các cuộc đàm phán 6 bên. Thời gian tới, Triều Tiên sẽ nỗ lực hết sức để thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các bên liên quan để nối lại vô điều kiện các cuộc đàm phán 6 bên. Thứ trưởng Triều Tiên cũng tố cáo chính phủ Hàn Quốc đang làm xấu đi quan hệ liên Triều. Nếu lúc này giới chức Hàn Quốc thực sự muốn xoa dịu tình hình và cải thiện quan hệ liên Triều, họ phải từ bỏ thái độ đối đầu trong vấn đề hòa bình và tái thống nhất. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên hết sức căng thẳng sau khi hai bên đổ lỗi cho nhau trong vụ chìm một tàu chiến Hàn Quốc cũng như vụ đầu pháo trên bán đảo Jeonpyeong. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Yemen Abu Bakr al-Kirbi ngày hôm qua tuyên bố những người biểu tình đối lập đang đe dọa gây nội chiến tại nước này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã may mắn thoát chết trong vụ tấn công khủng bố. Ngoại trưởng Yemen cho biết các cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Ali Abdullah Saleh kể từ tháng Giêng đã khiến nước này thiệt tới 2 tỷ đô la Mỹ. Hệ thống đường xá, đường ống dẫn dầu và cơ sở hạ tầng khác bị phá hủy. Ông nhấn mạnh, các cuộc biểu tình đang tàn phá đất nước và có nguy cơ gây ra nội chiến. Ngoại trưởng al-Kirbi đồng thời khẳng định chính phủ Yemen bảo vệ dân chủ và nhân quyền. Theo ông, các nhóm đối lập đã không chấp nhận cuộc bầu cử năm 2006 và tiến hành những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Mohammed Nasser
đã may mắn thoát chết sau khi đoàn xe của ông bị một kẻ đánh bom liều chết tấn công tại thành phố Aden, miền nam Yemen. Vụ tấn công đã làm 7 cảnh sát trong đoàn mô tô hộ tống bị thương. Tuy nhiên, ông Mohammed Nasser ngồi trong chiếc xe ô tô thứ hai đã may mắn không bị thương. Ban đầu, các quan chức Yemen nhận định đây là một vụ nổ bom điều khiển từ xa. Tuy nhiên, các kết quả điều tra cho thấy đây là một vụ đánh bom liều chết. Thi thể của kẻ thực hiện vụ tấn công được xác định là một thanh niên 19 tuổi, đã được tìm thấy bên trong chiếc xe bị nổ. Trong khi đó, tại thủ đô Sana, hàng nghìn người vẫn tập trung biểu tình trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi Tổng thống Saleh trở về nước sau 3 tháng trị thương tại Ả Rập Xê Út. Các vụ đụng độ kể từ khi ông Saleh về nước đã khiến 173 người thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông Tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.